Phụ kiện ngon bột rẻ, xin chào anh em nhé. Đúng là nhiều khi là cuộc sống là cách đây chỉ khoảng tầm nửa năm thôi, thì là tôi cảm thấy rằng là tôi kinh doanh về phụ kiện điện thoại này. Nói chung là những người kinh doanh ấy, là mọi người thường hay có một cái, như cá nhân tôi đấy, tôi thường hay có cái suy nghĩ là mình kinh doanh thì là về phụ kiện điện thoại này, thì mình cứ kinh doanh bình thường này, thì mọi người có bảo là nhiều khi tôi đã hay phản bác lại ý kiến mà kinh doanh thì không biết trước thế nào đâu, thời thế không biết trước được. Tôi rất là bảo thủ, tôi cũng bảo mọi người thực ra là kinh doanh này thì mình cứ kinh doanh buôn thật bán thuật là làm sao ấy được. Nhưng mà đúng là rồi có rất nhiều người bạn tôi là kiểu như là mọi người hay làm công chức ý, thì là mọi người lương nó liếc, mọi người rất là ổn định, rồi mọi người nói chuyện với tôi thì bảo kinh doanh thì nó có thời, còn những bạn ta làm công chức thì nắng mưa cái gì đó thì bạn ta vẫn có lương liếc đầy đủ hết. Và là tôi thấy bọn nó nói thế, tôi thấy bảo thủ lắm, tôi bảo là mẹ kinh đeo cận không kinh doanh thì giàu thế đéo được, làm công chức này cứ tăng thế này. Nhưng đúng rồi, cái mùa dịch Vũ Hán nó xuất hiện vào cái thì những người kinh doanh là toang. Đơn giản như mình thôi, thì là mình thật là thời gian này về vấn đề kinh doanh của mình là trong tất cả những năm mình kinh doanh là thời gian này là một trong những thời gian rất là khó khăn nhất và khổ nhất luôn. Bởi vì hiện giờ là cửa hàng của mình thì là có cửa hàng mình thuê rẻ nhất là 9 triệu, một cửa hàng là 12 triệu là 21 triệu, một cửa hàng mình thuê là 13 triệu là 34 triệu, một cửa hàng thuê 25 triệu là 59 triệu, 59 triệu cộng với một cửa hàng là 30 triệu nữa là 89 triệu, 90 triệu. Cả tiền điện nước lên là mất 100 triệu. Cả điện nước lên là mất tầm 120 triệu. Và tiền nhân viên nhà mình còn tầm 10 đứa, 10 đứa thì mất còn tầm 70 triệu tiền lương nữa, thì tính ra thành một tháng mất tầm 200 triệu. Và một tháng tầm 200 triệu đó mà thời gian này thì bán hàng thì rất là toang, sợ luôn. Nghĩa là bán hàng nó, cái doanh số thu bán hàng nó giảm 3 phần, nó giảm mất đi 2 phần, chỉ còn đúng 1 phần luôn. Và thời gian này thì bà nói chung là như mình thì vẫn gọi là ở những cái tuyến phố nó không đặc thù, không mang, cũng chưa đến mức là bị đóng cửa hàng, đóng cửa quán, ngừng kinh doanh. Ví dụ như thế, các ngành nghề kinh doanh bây giờ gặp rất nhiều khó khăn như quán hát, karaoke, massage, quán net là ba, những cái quán ba sàn đó, những cái quán, những môi trường, mô hình kinh doanh đó đã bị đóng cửa. Và hôm nay thì tôi thấy một thằng cô em tôi thì là đang ở trên cái tuyến phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thì bảo là hình như là sắp có quyết định là các tuyến phố ở trên Bạch Mai là ngừng kinh doanh để phòng chống dịch. Thì tôi thực ra là khi mà để mà ngừng một cái hoạt động kinh doanh ấy, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và tôi cũng chưa, thực ra là nhiều khi thời gian là từ đợt ra Tết đến giờ tôi kinh doanh là tháng nào bị âm nhiều lắm ấy. Và xong nhưng mà vẫn may mắn hơn những cửa hàng anh em là bị đóng cửa. Bởi vì khi mà đóng cửa thì khi anh em đóng cửa thì tiền nhà chưa chắc chủ nhà đã bớt được cho mình, vì hợp đồng lao động thì làm hợp đồng thì là mình ký với người ta rồi. Mình ký với người ta thì đóng tiền nhà 3 tháng như tuyến phố đấy, việc của nhà nước. Nhưng mà giờ không kinh doanh được thì là giờ cũng chưa biết người ta có bớt tiền nhà cho hay không. Và thời gian này thì là các bạn biết là ví dụ như cửa hàng thuê cũng tầm 12 đến 15 triệu một tháng, một ngày bán được 700-900 nghìn, toang luôn, rất là mệt luôn. Đó thì là kinh doanh chẳng biết làm thế nào để cho nó cũng kinh doanh thì không biết trước nó như nào. Có thể là ngày xưa kinh doanh rất là thuận lợi thì thời gian đó thì mình cũng nhìn này thôi, nhưng cũng là người biết tiêu tiền và không biết tiết kiệm, thì dẫn đến là những thời gian khó khăn này thì mình cũng không có nhiều vốn để mình dự trù cho những đợt khó khăn này. Thì đợt này có những cửa hàng mình bán kém quá thì chắc đợt này thì là cũng phải là ngừng hoạt động kinh doanh, chắc là trả lại mặt bằng. Và đợt này cũng có một cái may, trong cái rủi có cái may nhá. Được, tôi ra Tết còn tầm 15 ngày, còn tầm 18 âm ấy, thì là cái
cái địa chỉ ở 326 Minh Khai của mình, thì lúc đó là nhà nước lấy đường làm đường. Thì là mà cũng may là từ đợt đến giờ là đó là mình cũng ngừng kinh doanh, nếu cứ không kinh doanh trọng toang. Và thời gian này thì cũng đang suy nghĩ thực sự là cái mà mình đang lo sợ nhiều nhất là cái dịch Covid này, không biết đến khi nào có vaccine. Phải có vaccine thì là mới mọi người mới yên tâm được. Và bởi vì là thực sự là nhiều khi cái dịch này thì cũng chẳng biết, cũng chẳng nói trước được nó như nào cả. Và cũng chẳng biết rằng liệu cái nó sẽ khoảng tầm 3-4 tháng nữa có hết dịch không. Cuộc sống của mọi người dân ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung có trở lại cuộc sống bình thường như ngày xưa không, hay là nó vẫn cứ như này, và vẫn cứ như này thì phải làm gì để sống. Bởi vì rằng giờ không kinh doanh, không kinh doanh thì chỉ để duy trì, không làm ra tiền, mà không làm ra tiền thì vẫn phải trả chi phí. Ví dụ như cái nhà của mình đang thuê ở đây là đang thuê là 11 triệu một tháng. Auto một lệnh là tháng nào mất 11 triệu. Và tiền nhà cho nhân viên nữa 5 triệu nữa. Tính ra một tháng mình hơn 200 triệu tiền chi phí. Mà trung bình thì 5 cửa hàng cộng lại một ngày bán nó chỉ khoảng tầm được 7 triệu, 8 triệu. Và trong khi đó là chưa trừ 7, 8 triệu là bán cả gốc lẫn lãi, cả công lẫn cán ấy. Thì anh em biết là nó, mức độ toang nó như nào luôn. Thế ra này đang ngồi nghĩ, đợt này thì nó cũng dịch thì là cũng chỉ mình rất là chịu khó. Đi ngủ thì rất sớm, thường đi ngủ sớm để xem có giấc mơ nào lô đề không, có làm con để gỡ gạc tật. Nhưng ngủ sớm chẳng mơ mẩn cái gì, có những hôm mơ thì lại đánh lại không trúng, thế nó buồn. Và những cái dịch này thì thực sự cũng chẳng biết nói nào, và nó lại còn đem cái như này nữa. Thì là mình hay bán hàng ở trên cái fanpage của mình ấy, fanpage phụ kiện ngoài mà rẻ. Nhưng mà thời gian này thì là ông Facebook thì ông cũng co bóp luôn cả sự tương tác, và ở trên Facebook lượt người tiếp cận giảm rất hạn chế luôn. Ngày xưa mình có thể đăng một video lên fanpage của mình vài ngày có thể lên 500.000, đăng triệu view, thời gian đăng 5 ngày 10 ngày lên mười mấy nghìn người xem video. Thà rằng nó xem như cái YouTube ý, thì là mỗi một tháng thì mọi người xem video được tiền. như có thể là tôi chưa công bố cho anh em là cái doanh thu YouTube của tôi là có những cái tháng nào mà tôi làm nhiều video, có tháng nhiều và tôi trừ cho bên gọi là bảo kê pháp lý thì mình còn tầm 8-9 triệu là tháng nhiều nhất, còn không bình tôi chỉ được tầm 3-4 triệu một tháng thôi. Và từ ngày tôi làm YouTube đến giờ thì cũng có rất nhiều nơi bảo là tôi làm quảng cáo cho họ, nhưng mà thực ra những nhiều quảng cáo mà cái yêu cầu đặt ra thì lại không hợp lý với mình. Mình thích làm, nghĩa là mình thích làm cái quảng cáo mà theo kiểu kịch bản của mình, tự mình nghĩ ra, nhưng người ta giờ phải như này. Đặc biệt mở ngoặc như ông Binomo, ông Binomo cũng bảo mình quảng cáo mà một số mình kiểu nào có mặt giống thằng đánh cờ bạc mà toàn bọn đánh bạc, cái bọn gì nhỉ, Bet 88 hay cái gì hay Win cái gì cũng gọi điện cho liên hệ với mình bảo là quảng cáo cho chúng nó. Nếu quảng cáo cho cái đội đấy thì nó cũng được cao hơn các cửa hàng kia, bởi vì liên quan cờ bạc mà thì được cao. Nhưng mà tôi nghĩ là thật giờ mà quảng cáo cho nó xong làm được 15-30 triệu xong rồi, thật anh ấy vào comment thì thấy bọn nó ngồi comment nó chửi thì nhục lắm. Và cái thời gian này thì là cái bếp của mình thì là lại còn kể tiếp chuyện đen nữa. Là tôi hôm trước đăng mấy cái ảnh, mấy cái video tôi trêu vợ tôi là trêu như này này, là Facebook nó khóa của tôi 7 ngày. Mà một cái video tôi bị ăn hai trường luôn. Trường đầu tiên thì là nó đăng lên nó tự xóa của tôi tưởng là tôi chưa đăng được, tôi lại đăng lại phát nữa, ăn hai phát, làm phát 7 ngày luôn. Nghĩ nó chán thật. Đen, cụ bảo đen thôi, đỏ quên đi. Và thời gian này thì là mình vẫn đang hoạt động bán hàng ở địa chỉ 258 Lê Thanh Nghị, 46 Nguyễn Chiến Thanh, số 2 Nguyễn Chiến Thanh, 104 Tôn Thất Tùng, ngã tư Tôn Thất Tùng Chùa Bộc, và ngã tư và ở chỗ số 9 Hoàng Cầu gần Thái Hà. Anh em mua hàng phụ kiện điện thoại gì thì là
qua cửa hàng tôi mua ủng hộ, gọi là bớt khổ đi thời gian này. Nhớ thật, có cụ bảo là khổ trước sướng sau, thế mới giàu thật. Biết thế, ngày xưa bán khẩu trang đi, ngày xưa mà bán khẩu trang thì bây giờ giàu lắm rồi thật. Và xong lại nhắc nhắc đến cái biệt đội khẩu trang nữa thật. Thời gian này thì là dịch trước, thỉnh thoảng cứ đi tìm mua khẩu trang cho mấy anh em nhân viên của mình thì chỗ nào nó bán rẻ cũng phải khoảng tầm 280, không thì phải 3 lít 4, 3 lít 8 sợ là khẩu trang thời gian là ăn ngập mồm ngập miệng. Nghĩa biết ngày xưa, biết thấy ngày xưa có khoảng tầm 500 triệu ôm ôm hết tiền khẩu trang thì bây giờ là ít mấy. Ngày xưa là 30.000 cho đến 300 nghìn ít 10 thì có 5 tỷ trong tay. Và thời gian này thì là mình ở cửa hàng với cả ở nhà rảnh thì là vắng khách mà thì là hay chơi game, thì bạn nào rảnh thì là có thể là vào chơi game của mình đang chơi cái game MU Hà Nội .vn. Và đính chính anh em là cái game này là tôi chơi thì tôi rủ dê lôi kéo anh em vào chơi cùng cho vui, chứ là tôi không được 1.000 nào, không nhận 1.000 nào quảng cáo bọn MU này. Thì là bởi vì trong cái MU game nó rất là đông, một buổi lúc đi săn bot ấy bọn nó ít cái gui anh em 6789 ít nó phải tầm 40 mạng, đông như con mâm luôn, đông dã man luôn thật. Và cái gui của mình thì chắc khoảng tầm mười mấy 20 người ra thì nói chung nó tát, một thằng tát bên trái, một thằng tát bên phải, thằng đánh cùi chỏ, thằng lên gối mà hy sinh dũng hết. Anh em nào biết chơi game MU thì vào MU Hà Nội .vn server Davias, thì là vào đấy game thì cứ sướng tên mình thôi. Thời gian này mình rảnh thì là mình toàn ngồi ở trên máy tính cả ngày thôi. Tiêu chuẩn lúc nào phải 2 ác cơ đấy. Đầu tư dàn máy tính, cái máy tính này của mình thì là ngày xưa là mình để trực online ấy. Thì là xong rồi mình bảo chúng nó phải mua cái cho anh cái máy nào mà chơi game được. Và từ nhỏ đến lớn là chơi game online trên máy tính, thì mình ngoài chơi đế chế thì thứ hai là chơi game MU, còn ra chẳng chơi cái game nào khác. Và cái lít vui vui của mình đây anh em nha, đông phết đấy. Này nhìn anh em nhìn phát đông phết đấy, nhìn đâu đấy, những cái thằng mà đang có chấm sáng sáng lên là đang online anh em nhá. Nhân vật game này ngon bổ rẻ. Ok anh em mua hàng thì qua ủng hộ cửa hàng mình anh em nhá. Gì thời gian này thì cái đéo gì cũng có, bởi vì nó mỗi tay bọn mini thì không có thôi. Và thời gian anh em xem được video này để mua hàng ủng hộ mình thì anh em có thể nhắn tin trực tiếp fanpage phụ kiện điện thoại ngon mùa rẻ hộ mình. Và bên mình đang có cái tai nghe AirPods đâu nhỉ, tôi vừa để chắc để ngoài rồi. Tai nghe AirPods bên mình là bán 1.800.000, thì là giảm giá xuống còn 1.500.000. Tai AirPods Hồng Kông 2 triệu rưỡi giảm giá 2.300.000, và tất cả full chức năng định vị đổi tên. Anh em mua hàng được ủng hộ mình nhé, xin chào.